Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, hiện diện nơi trước chúng ta là đại đức giảng sư tiến sĩ Thích Tuệ Giải, ủy viên ban truyền thông trung ương, chánh văn phòng ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang, trưởng ban thông tin truyền thông giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang đã đáp lời lời mời của ban tổ chức trở về đây có một buổi pháp hội đến với toàn thể phật chúng. Chúng ta hãy cho một tràng pháo tay để nhiệt liệt hai chân lên để đại đức giảng sư Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Giờ ngày này cũng thỉnh đại đức giảng sư là chính thức vào buổi chia sẻ có hôm nay. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa các đại đức, đại tánh quý vị đang trung tâm truyền thông trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam, phó trưởng ban chủ nhiệm ban trung tâm truyền thông giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang, anh chị thì được sự bỏ qua. Trước hết thì thầy rất là quan hỷ khi mà mỗi lần trở về chùa Bảo Quang để tham gia sự kiện thì thấy chùa của chúng ta càng ngày càng được phát triển. Đã về điều kiện vật chất như là cái việc tham gia tu học của Phật tử. Tối hôm nay cũng là một cái duyên lành Phật tử tới chùa Bảo Quang. Thường thì chúng ta thấy chúng ta đi duyên lành chỉ được nghe ý nghĩa duyên lành, rồi tác pháp duyên cúng pháp y được chư tôn đức chứng minh nói về ý nghĩa của cái việc cúng dường pháp y. Đúng không ạ? Duyên lành thì chúng ta chỉ như thế. Nhưng mà đối với chùa Bảo Quang chúng ta thì Phật tử của chùa Bảo Quang có được cái duyên lành đó là nhờ chỗ công của đại đức Thích Tuệ Tánh luôn quan tâm tổ chức những cái sự kiện lớn ở tại chùa chúng ta. Thì sau cái thời kinh thì có một cái buổi chia sẻ và thầy cũng có duyên lành được trở về đây chia sẻ đôi lời với Phật tử. Và tối hôm nay mình mời đại đức Tuệ Tánh cùng ngồi đây với thầy để mà chia sẻ với Phật tử một cái pháp hội mà có thể nói là để làm tiền đề cho ngày mai. Quý Phật tử sẽ cảm nhận hôm nay để ngày mai chúng ta giữ du lan nó được sâu sắc hơn. Cho nên là buổi tối hôm nay là buổi chia sẻ về lời Phật dạy đối với sự hiếu hạnh của người con Phật A Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử, trước hết thầy xin được thay lời cho thượng tọa tiến sĩ Thích Minh Nhẫn, người có công hay tên tạo tự chùa Bảo Quang để tạo lập nên cái đạo tràng tu học trong nhiều năm qua, xin được thay lời cho ngài để gửi đến quý Phật tử chúng ta lời chúc phúc, lời chúc mừng nồng nhiệt nhất nhân cái mùa an cư kiết hạ chư tôn đức đã thanh tịnh được một tuổi đạo. Và tối hôm nay chúng ta dâng một tràng pháo tay để mừng tên tuổi đạo của ngài, tỏ lòng tri ân ngài. Và thầy xin nhắc rằng sự gia trì của Phật pháp tối đêm nay sẽ là một cái điều hạnh phúc của những người đang hiện diện ở nơi đây. Nếu ai có hữu duyên nghe được cái sự chia sẻ này, điều đầu tiên mà thầy xin chia sẻ với Phật tử, Phật tử nghe nói là xã hội ngày nay xuống cấp về đạo đức, mà nhất là cái sự thiếu hạnh trong gia đình nó đang có rất nhiều điều đáng lo ngại, đúng không ạ? Ta nghe điều đó, nhưng mà quý Phật tử biết không, cái điều này nè Đức Phật đã dạy mấy ngàn năm trước. Phật có dạy như thế này, Phật có nói là Phật có lấy cái đất, Phật có dùng cái hình ảnh thế này, đất mà nói trên đầu ngón tay của ngài, ngài mới hỏi quý đệ tử như thế, cái đất ở trên đầu ngón tay này nó nhiều hay là cái quả đất này nó nhiều hơn? Cái nào nhiều hơn với Phật tử? Quả đất nhiều hơn phải không? Mà ý này Đức Phật mượn cái hình ảnh đất trên đầu ngón tay này để nói gì với Phật tử biết không? Ai biết được tưởng cái tràng ngón tay? Đức Phật nói rằng cái sự hiếu hạnh đó, nó hiếu cũng như là đất trên trên đầu ngón tay. Còn những người có mà không hiếu hạnh đó, nó nhiều cũng như là gì? Quả đất này. Biết chưa?
mà nếu như mà hỏi ngược lại một câu, trong đời ta có làm điều gì đó cho cha mẹ mình việc làm chưa? Ở đây có ai mà không làm cho cha mẹ mình việc làm không? Một lần, hai lần, ba lần, vô số lần, đúng không ạ? Vô số lần có nghĩa là gì? Cái sự hiếu hạnh ta có đấy, nhưng mà do gì? Tuổi trẻ, do lúc chúng ta còn bé, còn thơ, rồi lớn lên thì do công việc làm ăn, rồi lớn lên tí nữa thì do gia đình, tất cả những cái đó nó làm cho cái việc hiếu hạnh của chúng ta đôi khi là bị gián đoạn, đôi khi là làm cho chúng ta thấy gia đình, cha mẹ đau khổ. Chứ mà tới ngồi đây cũng là những bậc làm cha làm mẹ, có điều đó không? Đối với cha mẹ mình sẽ có, và đối với con mình thì con mình có làm điều đó với mình không? Có, đúng không ạ? Nhưng mà nếu như quý Phật tử đang ngồi đây Phật làm cha làm mẹ, mình thấy con của mình dù nó làm cho mình đau khổ, dù nó làm cho mình không quan hệ, thậm chí nó làm cho mình tổn thương, thì quý vị có tự có không? Không, đúng không? Mà hiểu luôn là gì? Dõi theo, mong chờ, mong sao con mình nó vượt qua, mong sao con mình nó sửa chữa, mong sao cho con mình nó thành tựu những công việc đó trưởng thành, đúng không ạ? Và vì vậy cho nên là để cho chúng ta một cái hình ảnh mà Đức Phật nói lên cái điều đó, cho chúng ta một giá trị gì? Ngày nay xã hội xuống cấp về đạo đức cũng có nghĩa rằng những người con hiếu thảo nó cũng cái kia, và trong đó chúng ta may mắn là được quay trở về chùa, được giáo dục cái tinh thần hiếu hạnh, đó là một phước báo. Vì vậy cho nên có lẽ một chàng báo tay thật to để chúng mình có điều này. Điều thứ hai mà thầy cũng nói với Phật tử, có một hình ảnh cũng trong kinh. Nếu Phật tử nào mà không tin thầy á, cứ nhắn tin cho số điện thoại của thầy. Số điện thoại của thầy là ngày mai thầy cho sẽ cho công khai số điện thoại của thầy. Thầy đảm bảo hỏi thầy ơi, thầy nói cái đó là ở đâu, thầy sẽ chích cái kinh đó địa chỉ đàng hoàng cho quý Phật tử. Giống như cái câu mà nãy nói vậy. Câu thứ hai Phật nói như thế này nè: người con nào mà có hiếu mà cẩn cha mẹ 100 năm, và trong 100 năm chăm sóc cho cha mẹ đó, có những lúc cha mẹ để chay đá dầm, cha mẹ không tự chủ được mà có làm tất cả những cái việc đó, dù cho có 100 năm thì có đền đáp được cái công ơn đó không quý Phật tử? Không. Có nghĩa là gì? Chúng ta dù không có báo hiếu đến mấy đi chăng nữa thì chúng ta cũng không thể nào bù đắp được cái công ân nghĩa sanh thành, đúng không ạ? Và hôm nay chúng ta ngồi ở đây một lần nữa, lời Phật dạy gì chúng ta có tin không? Tin không? Phải tin chứ, chàng có ba nữa. Đức Phật dạy điều này là cái lý, bởi vì thầy nói đây phải là thầy tự giải nó, đúng không? Mà thầy để giải nói là lời Phật dạy, mà lời Phật dạy là Phật là người chiếm ngộ ra thế giới này, hiểu biết tất cả cái sự thật của thế giới này, hiểu biết tâm tư nguyện vọng, hiểu biết mọi hoàn cảnh của con người, tất cả những cái gì mà Phật nói ra là ngài đã chiếm ngộ thế giới này. Mà cái câu mà Đức Phật nói lên cái hình ảnh mà người con hiếu thảo mà cõng cha mẹ, cha trái cõng cha, cha phải cõng mẹ mà 100 năm cái gì mà chăm sóc cho cha mẹ trong mọi hoàn cảnh mà vẫn không bù đắp được cái công này, nhưng mà phải thấy nó lớn ra cái gì nè, đúng không ạ? Lời Phật dạy đấy là điều mà chúng ta đã điều này. Còn một cái đặc biệt nữa, lời Phật dạy nữa đó là gì? Phật đã dạy rằng tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật, mà những người con nào có tâm hiếu có hạnh hiếu đó là những người con Phật. Nhưng cái điều đặc biệt đó là Đức Phật cho chúng ta là phụ mẫu tại đường như Phật tại thế. Nghĩa là ta tôn đâu không biết, nhưng mà về cha mẹ mình đấy là hai vị Phật sống, đúng không ạ? Phật nói vậy đúng không? Đúng chứ, đúng không ạ? Vậy là ba điều này tối hôm nay Phật tử hãy về suy ngẫm. Ba điều này tối hôm nay chúng ta suy ngẫm nó rồi con cho cháu của mình biết được ý nghĩa của mình đi lễ chung lên. Ta không nói hết điều này, nhưng mà ta sẽ có ngày nào đó về ta sẽ nói lại.
Nhưng trước hết, điều này để phải chuẩn bị tinh thần ngày mai đi đến để du lan cho nó thật nghiêm trang. Thể hiện cái gì? Thầy cũng nói cái nghiêm trang lắm. Thể hiện tâm thế của mình. Đến chùa là phải thành tâm. Đến chùa là phải mang cái tâm phục vụ. Hạn chế dành cái tâm cầu xin. Hạn chế dành thôi cho quả được đó. Mình phải cầu xin chứ. Xin Phật gia hộ mà. Nói không mà cầu Phật gia hộ cho con, cho gia đình, sức khỏe đó chúng ta được khỏe. Nhưng không vì vậy mà chúng ta chỉ đến chùa để làm mỗi cái việc cầu xin. Mà điều quan trọng hơn thì không phải đến chùa để làm cái gì cũng Phật tử. Phải tạo ra được phước báo. Ta tạo ra được phước báo thì ta mới dùng cái phước báo này mà ta hồi hướng cho cha, cho mẹ, chủ quyền, các tổ, cho gia đình ta đang hiện tiền. Đúng không ạ? Và vì vậy cho nên tối nay thầy cũng có một chút cái chỗ này Phật tử. Đi chùa là phải nhớ cái điều này. Ở trên chùa Phật Quang này cũng có nói với Phật tử, cái này không phải là thầy nói có tính cách xem thường thôi nhẹ. Nhưng mà quý Phật tử chúng ta ngày mai đến với chùa Bảo Quang có phát tâm cúng dường rồi chưa tâm đức, chúng ta lưu tâm một cái điểm, đó là sự thành tâm. Và sự thành tâm đó đừng quá so đo keo kiệt. Nếu như ta nghèo, ta khó khăn, ta đến đây công quả là hồi hướng phước báo. Điều đó ngang hàng với những người có tiền, có tịnh tài thì vậy để cúng dường. Còn nếu như chúng ta mà có muốn tịnh tài thì chúng ta cũng phải cúng sao để thể hiện cái lòng thành. Tại sao thầy nói điều này? Quý thầy đi, quý thầy chứng kiến cái này, có những vị Phật tử do điều kiện kinh tế có hạn chế, nhưng mà bởi vì muốn cúng dường cho nên là chia nhỏ ra bao thơ để cúng cho buổi thầy. Bao thơ 1.000, 2.000 để cho nó điều hết các thầy. Nghe thì tưởng chừng như là mình rất tốt đúng không ạ? Nhưng làm sao cái sự đó là nó tính toán. Mà tính toán thì là tham mà, đúng không? Con cúng được nhiều thầy là con được nhiều phước hơn. Phải vậy không quý Phật tử? Hay là ta gom lại 10.000, 20.000 đó ta cúng dường cho từng tam bảo, ta làm công quả thành tâm, cái nào có phước hơn à? Cái việc vô bao thơ 1-2.000 mà phải trả giá với Phật, trả giá với chư tôn đức, so với cái 1-20.000 đó bỏ vào từng tam bảo mà thành tâm, lại Phật thì cái nào phước hơn quý Phật tử? Đấy, thì chỉ cho Phật tử phải biết tạo ra phước báo không kéo là ta làm mất tiền mà mất phước luôn. Chỗ này nó hay cho nó nghe, nhớ mình đến chùa. Điều thứ hai, khi chúng ta đến chùa là tạo ra phước báo, nghĩa là ta phải dùng cả gì, tịnh tài, tịnh tài, cả sức khỏe, điều kiện của chúng ta để thành tâm làm tam bảo. Nhưng mà vì đông người quá lợi không rồi, cái chúng ta khởi tâm lên thôi, người này làm không tích cực, người kia là không được kỹ càng, người nọ là không có được là như ý mình. Thế là chúng ta sẽ lên thì còn phước báo không với Phật tử. Còn không? Rồi Phật tử nhà, chùa nhà, rồi Phật tử thập phương gì đó khác, Phật tử có nơi khác, so đo tính lại cái gì, còn phước báo không? Tiêu tan hết, đúng không? Vì vậy cho nên đến chùa cũng tạo ra phước báo thì trước hết bằng cái tâm quan hỷ của mình. Ai đến đây làm công việc, công quả, ai đến đây dù đóng góp nhỏ nhất thì cũng là một người có đóng góp cho nhà chùa. Và ta khởi tâm lên cái sự quan hệ đó thì phước báo của chúng ta vô lượng và sức đại chúng này. Đúng không quý Phật tử? Một chàng bắt tay đây ngày mai ai được thưởng phước vô lượng, có nhiều phước ta hồi hướng sướng hơn nhiều hơn, hay là ta phải bớt nhỏ lại đi, chúng ta bảo vệ chỉ giá cho nhà con mạnh khỏe thôi, gia đình con làm ăn phát đạt thôi, còn ai không mạnh khỏe kệ họ, ai nghèo kệ họ, được không? Làm như vậy cho nên chúng ta thời kinh nào chúng ta cũng hồi hướng, có bao giờ ta cũng hồi hướng cho yên ta không ạ? Nguyện đem công đức này sao? Cho tất cả, cái gì mà kêu trước hẳn cho mình, nó đồng hành cho nhà con mạnh khỏe thôi, con làm ăn được, sao kỳ vậy? Cứ thầy dạy là dạy cho tất cả, nhưng mà hồi hướng tôi hướng cho tất cả, chứ tại sao ta không hướng cho tất cả được? Từ hôm nay, Phật tử của chùa Bảo Quang làm được gì có phước báo hồi hướng cho tất cả, được không? Được không ạ? À? Không mất đâu, Phật tử, tôi nghĩ hồi hướng nhiều quá, mới có phần của mình đâu. Sao không còn?
báo. Mà thầy tự tin rằng là vì là thầy có phước báo và thầy hồi hướng các những cho bà ngoại thầy cho cứu quyền hết tổ được, đúng không ạ? Vậy thì ngày mai không gì lý do gì mà chúng ta không đến chùa bảo quan, đúng không? Thế chúng ta tạo ra cái phước báo này, ta hồi hướng cho tất cả, được không ạ? Một điều nữa mà ta cũng nói, thầy cũng chia sẻ với tự ta nói với chính lòng ta, ta làm cái việc này, ta đến cái chùa bảo quan, ta xây dựng lên cái chùa bảo quan này một giá trị nền tảng về sự hiếu hạnh, mà ta đóng góp cái giá trị nền tảng về sự hiếu hạnh đó, ngày mai chư tôn đức sẽ dạy thêm cho chúng ta. Nhưng hôm nay thầy cũng nói ở cái chiều sâu, cái giá trị về sự hiếu hạnh mà tối hôm nay chúng ta ngồi đây là nó góp một phần để xây dựng cho xã hội này, trong đó có gia đình chúng ta, tất cả mọi người chúng ta không có gì đau khổ bệnh còn bất hiếu. Ai cũng mong muốn gia đình mình không có hiếu hết, ai cũng mong muốn, nhưng mà tạo dựng nó như thế nào phải dày công lắm. Dày công lắm thì bản thân mỗi chúng ta phải là một tấm gương, trước hết là ta phải làm gương là gì? Sự hiếu hạnh. Mà sự hiếu hạnh ở trong chùa nó có một cái hay, ngày gặp tháng 7 này chúng ta đến ta làm cái lễ Chiêu Lan hay gì, ta hồi hướng với phước báo, không phải chỉ cho cha mẹ hiện tiền mà còn gì nữa à, mà trong các cổ quyền hết nổ cho cha mẹ của mình đã quá giải, đúng không ạ? À? Các nghi thức tâm linh này nó là một giá trị đặc biệt ở trong nhà chùa mà chỉ có nhà chùa mới làm được, đúng không? Thế chúng ta đi ngoài đường thì thôi chúng ta làm không được, mua dạy một ký thức ăn thì đem về cũng không làm được cái chuyện này, mà chỉ có trong nhà chùa bằng cái tâm thanh tịnh của chư tôn đức, bằng cái đức, cái sức của đại chúng, cái sự chú nguyện của quý thầy, cho nên nó tạo nên một năng lượng giá trị từ trường mà quý Phật tử chúng ta sẽ góp một phần xây dựng lên cái nền tảng đó. Và vì vậy cho nên không có nào ngày mai mình làm cái chuyện này, cha mẹ còn hiện tiền thì được tăng phước, được tăng thọ, cha mẹ đã quá giảm thì được còn hướng về cảnh giới an lành. Việc làm đó đòi hỏi chúng ta phải thành tâm, đòi hỏi chúng ta phải nhất tâm, đòi hỏi chúng ta phải thành lập. Giấu với ai thì có thể người ta không phát hiện, nhưng mà giấu với chủ quyền thánh tổ, giấu với Phật sao giấu được, đúng không? Cho nên mình phải thành tâm, phải thật lòng. Cho nên quý Phật tử ngày mai đến với chùa phải dứt cái tâm thế như thế, thành tâm cúng dường, thành tâm quan hệ với mọi người cùng đến với chùa, và chúng ta phải thành lòng giúp đỡ lẫn nhau, trợ duyên cho nhau. Nếu như quý Phật tử ngày mai đến chùa, sau khi trở về mà cha mẹ còn hiện tiền, mà quý Phật tử chia sẻ làm cho cha mẹ mình hiểu đạo để được có duyên đến với Phật pháp, thì phước báo đó Phật tử nghĩ sao? Thầy nói cái đặc biệt nào đó, cái chuyện mà ngày mai chúng ta làm cái chuyện mà hồi hướng cái phước báo đó, vấn đề giá trị là ngay từ tối đến nay nếu như quý Phật tử mà có duyên về chia sẻ được, còn cha còn mẹ, cha mẹ mà đến chùa, cha mẹ mà hiểu được Phật pháp, đó mới là cái sự đặc biệt, đúng không? Mình tự thử nghĩ lên, độ ai không biết, nhưng mà độ được cha mẹ, độ được hai cái gì mà sống trong nhà, phước báo vô lượng. Cho nên điều này chúng ta phải công phu, phải chịu khó. Cha mẹ chưa hiểu đạo phải kiên trì giúp đỡ. Làm sao cho gia đình khi mình đi chùa mà cha mẹ quan hệ dần dần, khi mình đi chùa cha mẹ phát tâm đi chùa. Nếu như quý Phật tử nào còn cha còn mẹ còn có điều kiện đi lại thì cố gắng làm việc này. Việc này là vô cùng phước báo, báo ân bao nhiêu tiền của bao nhiêu việc làm cũng bằng cái chuyện chúng ta đưa cha mẹ mình đến với Phật pháp. Đây là lời Phật dạy nghe, chứ không phải tiền để giải đâu à nghe. Lời Phật dạy đó, Phật dạy ta là như vậy. Cho nên ta đừng nghĩ rằng chỉ có lo cho cha mẹ ăn ngủ vẹn toàn là được. Điều quan trọng mà Phật dạy là ngoài nhiệm vụ của các cha mẹ thì điều quan trọng đó là làm sao cho cha mẹ từ bỏ những cái đường ác đạo đi mà đến những cái đường thiện lành và đến với Phật pháp. Đây mới là cái giá trị thật. Và vì vậy cho nên quý Phật tử đang ngồi ở đây thì chúng ta cũng tự soi lại cái tâm của mình, tự soi lại coi cuộc đời chúng ta đã có phước báo đến với chùa, ta đi chùa nhiều năm rồi, bây giờ ta đến với chùa niềm tin vào Phật pháp có được nâng lên cho hơn cái năm ngoái không? Niềm tin vào Tam Bảo ta có nâng lên cho năm ngoái không? Những việc làm phục vụ cho chúng sanh theo lời Phật dạy ta có làm tốt hơn năm ngoái không?
lắng lòng một chút để cho chúng ta tự hoàn thiện mình. Chúng ta đi đến chùa, chúng ta không phải chỉ có việc cầu xin không, mà đi đến chùa là thanh lọc được cái thân tâm của mình, mà sám hối, mà sửa mình, sửa bằng chính nội lực bản thân mình, tự mình điều chỉnh, tự mình sửa mình. Mà Đức Phật nói rằng mỗi người chúng ta làm gì, tự thắp cái gì, tự thắp nút lên mà đi. Quý thầy là những người trợ duyên cho quý Phật tử, tạo cơ hội chia sẻ những lời Phật dạy nãy giờ là tạo cơ hội. Nhưng nếu quý Phật tử không nghe, không tin, không làm theo thì quý thầy không có cách nào khác hơn, đúng không ạ? Và vì vậy cho nên tối hôm nay thầy muốn nhắc nhở quý Phật tử, khi chúng ta soi gọi lại qua một năm đi chùa tụng kinh làm công quả rồi phục vụ cho chúng sanh, qua một năm đi chùa trở về gia đình, đời sống của gia đình nó có gì tiến triển tốt hơn, có điều gì cần phải rút kinh nghiệm, có điều gì cần phải cố gắng sửa chữa thì tự bản thân hãy điều chỉnh lại, làm sao hiểu đúng như lời Phật dạy, chúng ta trở thành những Phật tử thuần thành để đóng góp. Điều cuối cùng thầy muốn chia sẻ với Phật tử tối hôm nay, chúng ta chuẩn bị cho ngày mai là có rất nhiều người chỉ có tháng 7 này, có rất nhiều người chỉ có ngày Vu Lan không có đi chùa. Đấy, vì vậy cho nên quý Phật tử là những người Phật tử thường thành đi chùa thì phải làm sao trợ duyên cho người ta ngày mai người ta đến chùa mà mới đến lần đầu, hoặc là một năm ta đi có lại làm sao cho mọi người đó người ta quan hệ. Mà muốn ta quan hệ thì mình phải chú ý trong cái chuyện thứ nhất, gặp gỡ chào hỏi người ta, đúng không ạ? Gặp gỡ chào hỏi người ta, mừng gỡ hỏi thăm. Điều thứ hai là chú ý đến cái bữa ăn cho người ta. Tâm người có thể là mình không phục vụ nó chung toàn thôi, còn tự lên nhà lỡ có đói chút cũng sao, qua là cái người ta. Nhưng mà người ta đến cái chùa người ta đứng lắm nhắm một hồi rồi người ta không có, ta đi về. Hôm rồi thì rất là cảm ơn Phật tử của Bảo Quang đi ra chùa Bảo Quang dự cái lễ ngàn dỗ của sư Đông mà không nói bể xô, thiếu cả 8 ông. Thầy bỏ cả 2 triệu để đi mua đồ về, Phật tử Bảo Quang mà tính đi về bỏ. Thầy nói con gán ở lại. Rồi một số người ở lại được với thầy, chứ nếu không thì thầy cũng buồn, lo cho Phật tử. Mà tâm trạng là Phật tử thì hà mà còn gì, mà nếu ngày mai người ta đến đông quá là mình bể xô, Phật tử mình buồn hay vui đây? Vừa vui vừa buồn, đúng không? Cho nên mình phải làm sao lo cho nó chu đáo ngày mai. Nghiêng ăn quan trọng lắm, ta đến chùa ăn nó ngon miệng người ta nhớ, cần đến chùa Bảo Quang ăn nó ngon, ăn chay mà nó ngon. Tại sao nói người ta không quen ăn chay? Ta nghĩ là ăn chay là nó phải tiếng chết, ăn chay là nó phải khô gan gì gì đó. Nhưng mà ngày mai mình lại chăm sóc, ta chu đáo, ta nhớ đến chùa. Nè, cho nên cái việc mà tổ chức cái lễ Vu Lan ngày mai mà phá tấm thập phương mà người ta đến chùa đó, thì tất cả Phật tử của Phật Quang đang ngồi hiện diện ở đây hãy thể hiện bằng tinh thần phục vụ hết lòng tất cả. Mà Đức Phật đã dạy chúng ta phục vụ chúng sanh là cúng dường như mặt, cho nên mình nén cái tâm phục vụ thì ngày mai mình phục vụ cho thật tốt thôi, thì đó là cúng dường mặt để mình tạo ra cái tinh thần hòa hợp ở trong mọi người đến. Mà nếu ngày mai có những người không tin Phật pháp họ đi chùa sẽ có, thậm chí có những người tôn giáo khác dính đi chùa sẽ có, thì như vậy ta cũng quan hệ tiếp nhận hết, đúng không ạ? Đó là một điều quan trọng. Nhưng mà còn một cái điều vô cùng quan trọng nữa, đó là ngày mai ta sẽ được tỉnh chư tôn đức trở về chùa Bảo Quang của mình để chứng minh cho cái lễ Vu Lan. Sau đó chúng ta có tổ chức lễ dân nghi, cũng chịu pháp y, sau đó thì đây là cả một cái cả công đoạn. Mà chư tôn đức mà quan hệ thì phước báo của chùa vô cùng lớn, đúng không? Giờ mình làm sao cho chư tôn đức về đến chùa Bảo Quang này cảm thấy trang nghiêm, cảm thấy được là Phật tử của chùa Bảo Quang rất là chu đáo, rất là trang nghiêm, và ban tổ chức thể hiện cái tinh thần cung kính. Chỗ này thì nó Phật tử Bảo Quang nên nói tốt rồi đó. Nhưng mà phải kèm thêm đó là gì? Sự cung kính gặp chư tôn đức mà cứ nển người lên chào mà cười hớ hớ là không nên, đúng không? Mà ta phải làm sao?
đi theo kiểu bát, biết chưa? Kiểu bê ra đi nhẹ nhàng từng bước, dù cho có gấp đến mấy cái phật tử mà chạy không giải quyết được bao nhiêu, thôi chạy mà bao nhiêu người đâu mà ra ma, mà chạy ra mà chóng mặt luôn. Nhưng mà mỗi một người chậm lên một tí, sự việc đó nó vẫn cho chạy được thường nếu như chúng ta vững vàng ung dung tự tại, đúng không ạ? Mà mỗi một người mà làm cái gì đó, cái quan trọng là cái từ trường nè. Cái ngày mai ai cũng nôn nóng hết, nôn nóng mà hồi là cả cái đạo tràng nôn nóng hết trên, cuối cùng rồi ngồi mang tâm tịnh hết. Cho nên mình làm sao cho mọi người cái từ trường thanh tịnh của mình nó lan tỏa cho mọi người. Đây là một cái điều luôn bảo nên. Còn mình làm cho mọi người xung quanh không thanh tịnh là gây go lắm à. Cái điều phước mất luôn. Đó, nó chỉ đơn giản đâu. Thành ra quý Phật tử mình chú ý, khi như tôi đất trở về đây, mình làm sao cho quý ngài được quan hệ. Quý ngài về đây không phải là chút tình tài đó, quý ngài về đây không phải là gì kỹ năng đó, nhưng mà sự trang nghiêm tâm tình của mình làm cho quý ngài quan hệ, quý ngài sẽ có cơ hội để phục vụ tốt hơn. Và đến với chùa Bảo Quang người ta sẽ cảm thấy là hôm nay đến chùa Bảo Quang là trang nghiêm. Điều nữa mà thầy lưu ý với Phật tử là khi chúng ta làm tất cả việc này, có những cái chùa thầy đi ngày hôm qua là có trên 30 Phật tử là gì lễ Vu Lan thì vui mà đông người, cho nên là chúng ta có điện thoại thông minh hết rồi, quay chụp hình, quay chụp hình, nhưng mà ta không có kinh nghiệm cho nên ta quay quá nhiều, chụp hình quá nhiều, mà nếu như ta không chọn lọc, ta đưa những hình ảnh mà nó không có trang nghiêm, chứ tôi đứng ra ngồi ăn mà mình đưa nó lên rồi bao tơ cái gì gì vô đó mình quay cái cảnh đó, người ta không có, nó không tiện cảm cho bình thường, đúng không? Mình làm thì cũng có người thương thì cũng có người ghét, có người ta thích mình, có người ta không thích, cho nên mình quay làm như thế nào hết sức là chọn những cái cảnh trang nghiêm, quay làm như thế nào thể hiện chùa của mình tổ chức Vu Lan là tâm tịnh. Chúng ta lưu ý cho cái này nha, để hôm thôi thì tôi đã là phó của ban thường trực ban thông tin truyền thông của tỉnh, mà vừa rồi được trung ương là cơ cấu vô là ủy viên ban truyền thông trung ương nữa, đặc biệt là bằng sao có lâu nào có ai có ban mà được vô ủy viên ban truyền thông trung ương duy nhất luôn. Làm cái này ngày mai mình đưa lên bể vô nghe là phó ban truyền thông này coi chừng không giữ được cái chức vụ nó cũng riêng luôn đúng không? Mình phải là chụp nhiều hình ảnh đẹp để đưa lên cho mọi người biết chứ. Sau ngày mai ai có con có cháu có người thân ở nước ngoài bắt hình để cho người ta bên kia người biết là vui nha. Nhưng mà phải chọn lựa chứ đừng cứ bắn lên những cái hình ảnh mà mình thấy là còn là phong bì chúng ta nói trời quá trời giàu bây giờ thầy chùa dành đi tu mà nó phong bì tâm rồi gói luôn đúng không? Thật ra người thầy nói lại nó kêu nhận mấy chục cái một cái hai ngàn nó về kéo dễ tiền nào vì sao có 2.000 còn thêm lời sớm rồi. Sau khi chúng ta làm xong cái việc đó thì chúng ta mới nghĩ đến cái chuyện là làm sao cho người ta, mọi người người ta phát tâm lên bảo quan thầy đang cần cái gì, còn công trình nào đang làm chia sẻ cho mọi người để mọi người biết cái thông tin đó. Ai người ta có khả năng đóng góp mà người ta không có khả năng, người ta biết được cái thông tin đó, à chùa Bảo Quang về đang cần làm một cái bến, à, chúng ta đang chuẩn bị làm chùa Bảo Quang đang cần ở phía sau cần làm cái nhà ăn cái nơi đó để chúng ta phục vụ. Cái thông tin như vậy Phật tử phải biết để chi, người nào phát tâm cúng dường xi măng là chút xi măng để làm tô cái nhà sao nó cần cái cần, người nào phát tâm để cúng dường sắt để đúc để làm cái bến cần luôn, tức là chúng ta hiểu biết như vậy để tùy vào cái tâm. Phật tử mình mộ lắm với Phật tử này, có những người thầy mà chùa quan có những người lợi lợi thầy 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 có phát tâm cúng dường xây nhà vệ sinh này. Mà con muốn trong 20 ngày để cho xong mà con đi thì mình thấy sao à, mô bản kế có người thì con muốn á làm ở nhà khác à, thậm chí có người muốn có làm ở góc chùa à, tức là tùy vào cái tâm của cái người phát tâm cúng dường đó mà quý thầy thì quý phật tử cũng phải hiểu biết chùa mình đang cần cái gì để mình có cái tâm mà của cái người người ta đang hướng đến cúng dường cho mình, chứ còn lãi người ta là không hồi ta nghĩ phát tâm được. Này là cái tâm lý nha, ở chùa là hay nói từ vui chút rồi mình làm khá
luôn. Đó, ta bắt tâm này đi lấy chuyện khác, nó không chịu. Người ta cúng gia đi thì mình phải sao? Ta cúng gia đi chứ, phải không? Cúng gia đi mà nó thôi này cũng vừa nấu ăn thì mình ai còn đang kiếm mua đồ ấy. Không được, ta muốn cúng gia đi là mình phải cúng gia đi. Nhớ nha, cái này là cái mà kỹ năng Phật tử ở chùa Bảo Quang thành tâm và rất tận tình. Chúng ta phải hiểu biết công việc của chùa. Hay như là tối hôm nay có mấy chuyện mà thầy cũng chia sẻ, nghĩ rằng đây là những món quà mà từ trên tấm giá thầy ngồi trên xe thì suy nghĩ hôm nay xuống với Bảo Quang cho cái gì của tối hôm nay để ngày mai ứng dụng cũng như là sẽ lâu dài. Thì có đôi điều chia sẻ với quý Phật tử, khi nhận rằng những cái điều nào quý Phật tử có ứng dụng thì được thì cố gắng ứng dụng, còn điều nào mà không vừa lòng thầy nói cảm thấy không vừa ý thì thôi chúng ta gửi lại ở trong cái điện hôm nay thì đừng có mang về, mang về cái phiền não thì thầy giải nó rất thương chịu luôn nha, thương phải gì thì không phải cái nào cũng chịu ý, bỏ lại đây nha, mình đi về thì cho cái tâm nhẹ nhàng thanh thản. Còn buổi tối chúc quý Phật tử được nhiều an lành, gia đình thì luôn an khang hạnh phúc và được kiên cường và tu hành được tinh tấn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Giờ là ngày chúng mình đại đức đại tánh có đôi điều chia sẻ với Phật tử về chùa Bảo Quang. Một người thầy trong một năm chúng ta trở về chuẩn bị cho buổi lễ ngày mai. A Di Đà Phật. Di Đà Phật. Vừa qua Phật tử chúng ta cũng đã nghe được đại đức tiến sĩ Thích Địa Giải chia sẻ đến với chúng ta. Nãy giờ thầy tính nhẩm rất là nhiều, mà nghĩ đây là những cái điều cốt lõi, những điều quan trọng, những điều cực kỳ quan trọng, rất là quan trọng. Chúng ta hãy cho một tràng pháo tay nữa để xin được tri ân đại đức giảng sư. Và trong những cái điều đó thì chúng ta thấy điều nào cũng là chân lý tuyệt vời, mà chân lý ở đây không phải chỉ riêng chỗ đại đức sư chia sẻ chúng ta, mà đây là được truyền thừa từ thời Phật và qua thời gian chư vị tổ sư và chư vị tổ đức, cho nên đây là một cái điều chân lý hết sức là thiết thực, thiết và cần thiết ở trong cái đời sống của chúng ta. Cho nên chính vì vậy quý Phật tử chúng ta cố gắng chúng ta ghi nhớ và chúng ta thực hành trong mọi góc độ đời sống, việc làm, trong sinh hoạt gia đình cũng như là đối với xuất cảnh bên ngoài. Đây là những cái phương pháp, những cái điều kiện để chúng ta tạo nên một cái hình tượng, một con người có đầy đủ cái phẩm chất đạo đức trong đời sống xã hội. Thì không gì hơn thay mặt cho toàn thể đạo tràng hội chúng được niềm ăn đại đức Thích Tuệ Giải không quản ngại đường xa xa xôi trở về đây để có buổi chia sẻ vô cùng ý nghĩa thiết thực đến cho toàn thể quý Phật tử trong buổi tối hôm nay. Một lần nữa nguyện hồng ân tam bảo mười phương chư Phật thì từ gia hộ đại đức Thích Tuệ Giải sức khỏe tinh năng thời đang thường chiếu mãi mãi là bóng cây đại thọ nhiều dắt và hướng dẫn cho hàng hậu học, nhất là quý nam nữ Phật tử và đạo tràng Phật tử chùa Bảo Quang và tại nơi đây được tu học và hiểu biết theo đúng chân lý Đức Phật đã hướng dẫn chỉ dạy. Kính chúc đại đức Phật sự viên thành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ phút này Phật